Ok, ở đây sẽ có một số lá bài như thế này. Anh muốn em ghi nhớ cho anh một lá bài trong này, và em sẽ không chọn là bất kỳ lá bài nào, mà em chỉ ghi nhớ một lá bài thôi, chứ không phải là lấy ra và sau đó anh có thể nhìn lén hay cái gì cả. Mà đây em chỉ nghĩ trong đầu một lá bài thôi. Được chưa? Nhớ cho anh một lá bài trong này. Nhớ rồi. Em có lá bài trong đầu chưa? Có rồi. Có rồi đúng không? Anh sẽ để nó lại như thế này. Anh sẽ làm một cái bài trắc nghiệm nhanh để anh cố đoán là bài của em chọn, tại vì em nghĩ nên anh rất là khó đoán đúng không? Như thế này. Trong phần bài này có lá bài của em chọn không? Có. Có à? Rồi. Tiếp tục nhá. Trong phần bài này có lá bài của em chọn không? Nè. Không. Không à? Rồi. Cái bước này anh hoàn toàn có thể không nhìn, nhưng mà anh đang muốn cho các bạn đang xem ở trên video có thể nhìn thấy được. Thì anh sẽ cho các bạn xem cả luôn. Rồi. Trong phần bài này có lá bài em chọn không? Có. Có à? Rồi. Anh chia phần bài ra làm hai phần như thế này. Tiếp tục ở phần bài này anh sẽ chia tiếp xuống hai phần nữa như thế này. Rồi. Để gõ vào một chút nhé. Từng phần bài này sẽ có nhiệm vụ đó là bài em chọn. Ví dụ ở phần bài này anh nghĩ là bài em chọn là bài Q đúng không? Q. Q. Tiếp tục. Là bài em chọn có màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ đúng không? Và chất cơ. Và cuối cùng ấy, đương nhiên rồi, là bài em chọn là con quy cơ như thế này. Xin chào các bạn, mình là Tôn MZ. Như vừa rồi các bạn đã được xem một cái video mà mình biểu diễn qua về cái hiệu ứng của cái trò ảo thuật mà mình sẽ hướng dẫn các bạn lần này. Và trước khi vào cái phần hướng dẫn của nó thì mình sẽ giới thiệu qua một chút là hiện tại mình đã mở bán một khóa học ảo thuật. Hoặc các bạn quan tâm là làm sao để có thể biểu diễn ảo thuật đường phố như mình với cái thời gian ngắn nhất thì hãy kiểm tra cái link ở dưới phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào cái video hướng dẫn của trò ảo thuật vừa rồi. Và đương nhiên rồi, cái trò ảo thuật vừa rồi không có setup, không có chuẩn bị và bất kỳ ai cũng đều biểu diễn ở nó nhé. Đi thôi. Ok, để làm trò thuật vừa rồi chúng ta cần chuẩn bị những cái gì? Ở đây mình đã chuẩn bị là hai từ quý. Từ quý Q và từ quý K như thế này, nhìn cho nổi. Các bạn có thể chuẩn bị hai từ quý bất kỳ nhá. Rồi, sau khi là bốn từ quý như này rồi chúng ta sẽ xếp nó theo thứ tự. Tép, cơ, bích, rô. Các bạn nhớ nhá, tép, cơ này, bích và rô. Bên này cũng thế, tép, cơ, bích, rô. Các bạn hoàn toàn có thể sắp xếp nó đảo ngược như này không sao, nhưng mà vẫn phải theo thứ tự nhá. Tép, cơ, bích, rô. Ok, sau khi sắp xếp xong rồi chúng ta sẽ yêu cầu khán giả nhớ một lá bài. Ví dụ nhá, ở đây họ nhớ lá bài ca cơ. Mình sẽ làm mẫu cho các bạn về cái cách hoạt động của cái trò ảo thuật này. Họ nhớ lá bài ca cơ nhá. Rồi, mình sẽ đan chéo từng lá bài vào nhau. Lá bài đầu tiên mình sẽ thu lại một chút và đẩy lá bài này lên. Tiếp tục lá bài này mình đẩy sang ngang, đẩy lá bài lên trên và thu lại như thế này. Làm liên tục như thế. Rồi, và mình sẽ xoay ra bốn lá bài như thế này và hỏi họ lá bài của họ có trong ở đây không? Và đương nhiên rồi, chúng ta vừa nói là chúng ta nhớ lá bài ca cơ thì ở đây là có lá bài khán giả chọn. Khi mà có lá bài khán giả chọn ấy, chúng ta sẽ đặt cả bốn lá bài lên đầu. Nhớ nhá, nếu có lá bài khán giả chọn đặt lên đầu. Rồi, xong. Chúng ta sẽ hỏi 3 lần. Vừa rồi là chúng ta vừa xong cái lần đầu tiên rồi. Mình sẽ làm tiếp tục nhá. Kéo lá bài này xuống này, đẩy lá bài này lên này, đặt nó bằng với cái này này và đẩy lá bài này lên. Như thế cho đến hết cái phần bài này và kéo ra bốn lá bài ở đây. Như thế này. Và chúng ta tiếp tục hỏi họ, ở đây có lá bài họ chọn không? Người ta sẽ bảo là không, tại vì ở đây không có ga cơ. Nếu mà khán giả nói không, chúng ta sẽ đặt nó xuống cuối. Rồi, nói có đặt lên đầu, nói không đặt xuống cuối, thế thôi. Tiếp tục lần cuối cùng, lần số 3. Như thế này. Sẽ lấy ra bốn lá bài, mình sẽ hỏi khán giả là có lá bài của bạn chọn ở đây không? Khán giả sẽ nói có. Nói có mình sẽ đặt lên đầu. Như thế này. Thì mặc định khi chúng ta làm xong 3 lần thì lá bài khán giả sẽ nhảy đầu. Mặc định luôn nhá, khán giả có nghĩ bất kỳ lá bài nào khi chúng ta làm đủ 3 lần và hỏi khán giả đủ những câu hỏi thì nó sẽ nhảy đầu cái lá bài mà khán giả nghĩ. Rồi, sau khi mà lá bài khán giả nghĩ đã nhảy đầu rồi, chúng ta sẽ làm tiếp tục như thế nào? Mình sẽ chia bài làm hai phần. Các bạn nhớ này, chia bên trái trước, chia bên phải sau thì lá bài ca cơ sẽ nằm vị trí bên này.
trái trước này, phải sau này, và tiếp tục chiên hết bộ bài như thế này. Tiếp đến chúng ta lấy phần bài bên trái như thế này, tiếp tục chia tiếp hai phần nữa như này. Chúng ta sẽ chia ngược lại, phải trước trái sau, phải trước này bên này này, sau đến bên trái và chiên hết. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ dùng cái bài trên đầu và chúng ta đẩy sang bên này thôi. Thế là xong rồi. Trò này như kiểu là một trò set walking, là các bạn hoàn toàn có thể làm theo cái trình tự của nó là sẽ ra quy luật. Chứ về bản chất các bạn sẽ không cần phải hiểu rõ về cái quy luật của nó đâu, các bạn chỉ cần làm y hệt những cái gì mà mình đang hướng dẫn là được. Rồi cái phần tụ đầu tiên nó sẽ tiên tri cho chúng ta, đó chính là lá bài khán giả chọn. Lá bài khán giả chọn sẽ là K. Tiếp đến đây sẽ là phần màu sắc khán giả chọn, là màu đỏ, là ca cơ đấy, là màu đỏ. Tiếp tục phần này sẽ là phần chất, là chất cơ. Và cuối cùng sẽ là lá bài ca cơ như thế này. Rồi các bạn có cho khán giả nghĩ bất kỳ lá bài nào đi nữa, chúng ta làm theo trình tự này, nó đều là lá bài khán giả chọn ở đây. Và tất cả những cái chúng ta dự đoán nó đều đúng với lá bài cuối cùng. Mình sẽ làm lại một lần nữa nhá. Như thế này, thử với một lá bài khác đi. Mình sẽ sắp xếp lại thứ tự này, tép này, cơ này, bích, rô này, tép này, cơ này, bích và rô như thế này. Rồi cho giả nhớ một lá bài. Bây giờ thì khán giả nhớ lá bài ca bích đi nhá. Thu lại, chúng ta sẽ thử 3 lần. Lần đầu tiên xoay ra này, khán giả đang nhớ lá bài ca bích thì ở đây không có rồi, không có nó sẽ đặt xuống cuối. Tiếp tục hỏi khán giả ca bích có, cho sẽ lên đầu. Rồi này, có ca bích không? Có, lại đặt lên đầu tiếp. Các bạn nhìn này, mặc định lá bài khán giả chọn nó sẽ ở trên đầu luôn như thế này. Sau đó chúng ta sẽ chia làm hai phần, trái trước phải sau nhé. Khi ta chia xuống là lá bài ca bích ở đây rồi, tiếp tục chia xuống như thế này. Rồi thì bây giờ lá bài ca bích nằm ở đây rồi nhé. Cái phần bài này sẽ là cái phần bài tiên đoán cái lá bài mà khán giả chọn là bài ca. Tiếp tục chúng ta chia phần bài này tiếp, lá bài ca bích ở cuối thì chúng ta sẽ chia phải trước trái sau, phải trước này, trái sau này và chia đến hết thì lá bài ca bích sẽ nằm vị trí bên này. Sau đó mình sẽ đưa lá bài ca bích về vị trí cuối là xong thôi. Phần này sẽ tiên tri về cái phần lá bài khán giả chọn là bài ca. Tiếp đến lần ngược lên, đây là màu của lá bài là màu đen. Cuối cùng là chất của lá bài là chất bích. Lá bài là lá bài ca, màu đen và chất bích. Thì cuối cùng lá bài khán giả chọn là lá bài ca bích như thế này. Và trò thuật này thì gần như là các bạn không cần một kỹ năng nào cả. Các bạn chỉ cần nhớ cái việc setup của nó và cái việc từng bước nó xảy ra thôi. Và mình nghĩ cái việc này nó cũng không quá khó khăn. Các bạn chỉ cần tập 1-2 lần là các bạn hoàn toàn có thể nhớ được cái trò thuật này. Và hiệu ứng của nó đem lại thì vô cùng cao như các bạn đã thấy rồi đó. Đó, đó là về cái trò thuật này. Thì các bạn thấy sao? Nhớ bình luận ý kiến ở dưới phần mô tả video cho mình biết nhé. Ok, đó là cái kết thúc cái trò thuật này rồi. Và các bạn đừng quên là kiểm tra cái link dưới phần mô tả về khóa học mà mình đang ra mắt nhé. Còn giờ thì nhớ đăng ký kênh, bật cả chuông thông báo lên để không bỏ lỡ bất kỳ video nào hàng tuần của mình. Xin chào và hẹn gặp lại, mình là Tuấn MZ.